Xin chào tất cả các chị em ạ. Hiện nay công ty giúp việc tốt.vn đang tuyển nhân viên làm công việc đến các hộ gia đình dọn dẹp nhà cửa hoặc đến các văn phòng để làm công việc dọn dẹp. Lương từ 8 triệu rưỡi tới 13 triệu một tháng. Chi tiết về tuyển dụng của công ty các chị em xem ở trong phần mô tả ở cuối video này. Xin cảm ơn các chị em ạ.